của Robby, thì anh Phát sẽ chia sẻ với quý anh chị về mô hình kinh doanh của Robby cũng như là những cái tiêu chí để đưa hàng hóa vào hệ thống ạ. Dạ rồi, xin mời anh Dương Công Tất Phát ạ. Xin chào các anh chị nhé. Không biết là anh chị mình có nghe rõ Phát nói không ạ? Có thể là cho Phát một cái, nếu anh chị nghe rõ có thể mật comment số 1 giúp Phát được không ạ? Để mà mình có thể là chuẩn bị cái đường truyền tốt nhất để mình có thể bắt đầu chương trình nha cả nhà. Rồi. Lời đầu tiên cho Phát xin gửi lời chào sức khỏe đến các anh chị đã có mặt trong cái buổi chiều ngày hôm nay nhé. Đây là cái buổi mà định kỳ mà mình sẽ có cái buổi chia sẻ về mô hình kinh doanh của Robby và các cái tiêu chí để các anh chị mình, các anh chị nhà cung cấp có thể nắm được để mình chuẩn bị một số các tài liệu cũng như là chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ để mà có những cái buổi gặp gỡ nó có thể là nó chỉnh chu hơn và cũng như là cái cơ hội mà mình được những cái sản phẩm mình được đưa vào cái hệ thống nó cũng sẽ cao hơn nha các anh chị. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay luôn. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì họ tên Phát xin giới thiệu bản thân Phát một xíu. Thì họ tên của Phát đầy đủ là Dương Công Tấn Phát các anh chị. Hiện nay thì Phát sẽ đảm nhiệm toàn bộ các hoạt động đầu vào của Robby. Và bên cạnh đó thì những cái sản phẩm như là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và những ngành khác thì ở đằng sau đó thì mình có một ban cố vấn chuyên môn mà họ rất hiểu về sản phẩm. Thì những cái sản phẩm mà khi mà anh chị đưa vào đấy thì mình sẽ xét duyệt dựa trên hai cái tiêu chí rất là quan trọng. Ngoài cái việc pháp lý thì nó sẽ đó là vấn đề mà anh chị phải thực hiện rồi. Thì ngoài vấn đề đó ra thì mình sẽ xét duyệt hai tiêu chí là tiêu chí về chất lượng sản phẩm. Tiêu chí thứ hai, tiêu chí chất lượng sản phẩm thì mình sẽ được thông qua các cái bộ phận chuyên môn để đánh giá về sản phẩm các anh chị. Cái thứ hai là thông qua cái việc là về con người, tức là về năng lực của các anh chị để mình làm sao để có thể phát triển. Bên Robby sẽ đưa cho các anh chị một cái lực lượng seller rất là khổng lồ các anh chị. Như vậy thì với cái năng lực các anh chị làm sao để khai thác được nó hiệu quả. Như vậy thì những cái tiêu chí đó thì Phát sẽ lựa chọn dựa trên con người, cách các anh chị tổ chức, vai trò tổ chức các anh chị nó có tốt hay không, để giúp phần là cái việc mà mình đưa vào thì nó sẽ ngay lập tức là cái hoạt động kinh doanh của mình nó sẽ tốt lên luôn, tức là nó work ngay các anh chị và nó tạo cái doanh thu lớn ngay cái việc mình đưa vào luôn. Như vậy thì mình sẽ có hai cái tiêu chí rất là quan trọng khi mình lựa chọn một đối tác nhà cung cấp. Ngoài cái vấn đề pháp lý nha, thì mình sẽ có hai tiêu chí như vậy. Thì chắc là cái phần thì để bắt đầu chương trình các anh chị thì mình sẽ nói về tổng quan về ngành thương mại điện tử để các anh chị mình nắm. Và hiện nay mình đang có một cái xu hướng mới, khi anh chị thấy được trên thị trường một cái xu hướng mới là xu hướng về dropshipping đúng không ạ, hoặc là những cái xu hướng về social e-commerce. Do gần đây có những xu hướng mới như vậy thì những cái xu hướng đó nó có những điểm khác biệt gì các anh chị và nó tạo ra cho các anh chị cơ hội gì để các anh chị mình có thể bắt đầu mình hợp tác hoặc là mình chuẩn bị trang bị những cái gì để mình hợp tác để nó phù hợp với kênh phân phối. Thì hiện nay các anh chị với cái nền tảng của Robby là mình đang hướng tới là xu hướng phát triển ngành thương mại điện tử tư vấn. Thì khi mà anh chị nghe về những ngành thương mại điện tử tư vấn ấy, thì anh chị sẽ biết được là gì, là những cái sản phẩm đòi hỏi cái sự, tức là đòi hỏi cái yếu tố gọi là những cái yếu tố liên quan tới tư vấn để khách hàng hiểu về sản phẩm, và phải cái việc mà sử dụng sản phẩm ấy nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều cái hoạt động tư vấn của sale. Thì Phát hay gọi là cái hình thức kinh doanh là hình thức direct sale đó các anh chị. Như vậy thì cái người sale họ sẽ là cái người tư vấn giúp cho khách hàng hiểu rõ về sản phẩm, và như vậy thì cái sản phẩm của các anh chị á, những cái sản phẩm của các anh chị thì những cái sản phẩm mà mình sẽ hướng tới là những cái sản phẩm như là sản phẩm cao cấp này. Tại vì trong cái ngành thương mại điện tử hiện nay của Việt Nam thì Phát thấy một cái thị trường ngách, đó là thị trường về những cái sản phẩm cao cấp, những cái sản phẩm mới xâm nhập thị trường Việt Nam, hoặc là những cái giải pháp mà anh chị xây dựng nó cải tiến so với những cái sản phẩm cũ thì đối với những cái kênh phân phối hiện tại thì nó khi mà anh chị đưa vào thì khách hàng sẽ không hiểu rõ sản phẩm của mình so với những cái sản phẩm cũ như thế nào, nên là rất là khó khi mà khách hàng quyết định mua hàng. Thì thông qua cái kênh phân phối của Robby các anh chị, thì đối với những cái nhà nghiên cứu phát triển sản phẩm như các anh chị là người làm sản phẩm, mình có những cái điểm độc đáo, mình có những cái giải pháp mới nó giải quyết được vấn đề thị trường. Thì như vậy thì thông qua kênh tư vấn của Robby thì mình sẽ có thể là educate được cái người dùng hiểu rõ về sản phẩm, đặc tính công năng sản phẩm trước khi quyết định mua hàng anh chị nha. Và hiện nay các anh chị, nền tảng của Robby là nền tảng kết nối giữa nhà cung cấp và người kinh doanh online, tức là những người seller đó các anh chị. Vậy thì vai trò của mỗi bên như thế nào, nhiệm vụ của mỗi bên như thế nào, thì hiện nay mình phân ra làm ba vai trò
vai trò của nhà cung cấp. Thì vai trò của nhà cung cấp sẽ tập trung chuyên môn về sản phẩm, anh chị sẽ là người đào tạo, truyền thông về sản phẩm của mình cho cái cộng đồng seller, anh chị nhé. Tại vì phát hiện một điều là gì, không ai có thể làm tốt hơn mình, không ai có thể làm tốt hơn so với các anh chị, bằng cách mà anh chị ngồi nghiên cứu, anh chị tìm tòi nó, anh chị tìm tòi một sản phẩm và anh chị là cái người truyền đạt tốt nhất, thì có thể khả năng của Phát sẽ không thể truyền đạt tốt bằng các anh chị được. Nên là Phát hiểu, rất hiểu về vai trò của các anh chị, nên là mình đưa đúng cái vai trò luôn, là vai trò các anh chị là nghiên cứu và phát triển sản phẩm, để mình mang đến cái việc là gì, mình giải quyết được vấn đề là giúp cho người kinh doanh online, là những người seller của Shopee á, hiểu rõ về sản phẩm của mình, những cái đặc tính công năng sản phẩm, hoặc là có những cái cách sử dụng nó hiệu quả, thì chỉ có anh chị là cái người nghiên cứu ra được thôi. Nên là mình sẽ, vai trò của anh chị trong này là cái người mà đảm nhiệm vai trò là truyền thông và về sản phẩm và thương hiệu của mình cho cộng đồng seller. Và vai trò của người seller các anh chị là cái người tập trung cho vấn đề là bán hàng và chăm sóc khách hàng thôi. Còn ở vai trò của Shopee là người cung cấp cái nền tảng về công nghệ, những giải pháp về fulfillment, đó là những giải pháp liên quan tới đóng gói giao vận hàng hóa, giao đến tay khách hàng. Thì như vậy thì dường như cái hoạt động kinh doanh của mình nó sẽ chia thành ba bên, và nó sẽ mình và phân chia vai trò rõ ràng với nhau như vậy á, thì mỗi một cái chuyên môn như vậy anh chị sẽ tập trung sâu hơn và mình sẽ làm tốt vai trò của mình các anh chị. Nên là đây là ba cái vai trò mà anh chị phải hiểu rõ về cái cách hoạt động của Shopee. Hiện nay các anh chị, và hiện nay thì bên phía của cộng đồng seller của Shopee á, mình đang có là gì, tiềm lực của Shopee mình đang có hơn 40.000 seller trên khắp cả nước các anh chị, và khắp cả 63 tỉnh thành. Và tại sao mình lại là gì, trong một thời gian ngắn mình có thể thu hút được cái lực lượng seller lớn như vậy, thì hiện nay thì bên Shopee mình áp dụng mô hình dropship các anh chị. Dropship tức là, dropship ở đây là anh chị hình dung đơn giản như thế này, tức là cái những người đi kinh doanh hiện tại á, là họ không cần phải nhập hàng, mà họ vẫn có thể đi kinh doanh, họ có thể kinh doanh về sản phẩm, anh chị nhé, tức là họ không cần nhập hàng, không cần phải đóng gói hàng hóa, và không cần phải đóng gói hàng hóa, thì họ vẫn họ, và như vậy thì nó giảm thiểu được cái rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Thì như vậy thì và nó cũng nhẹ hơn trong cái khâu mà họ đi kinh doanh online các anh chị. Thì thay vì hồi xưa họ tập trung rất là nhiều cái thời gian cho cái việc là gì, đóng gói giao vận hàng hóa, thì như vậy thì với cái nền tảng của Shopee hiện tại á, thì mình giải quyết được vấn đề này cho bên phía seller. Thì như vậy thì seller thì họ có thể tập trung những thời gian rảnh của mình và tập trung đúng cái chuyên môn của mình là tư vấn và chăm sóc khách hàng thôi. Thì như vậy thì cái bài giải quyết được cái bài toán mà mình tận dụng được cái thời gian nhàn rỗi của những người muốn kinh doanh ấy. Thì như vậy thì mình tạo ra một điểm lợi thế. Thứ hai là về cái mô hình mà mình đang dùng dropship ấy, thì mình hạn chế vấn đề là gì, những người kinh doanh online thì không có chịu rủi ro về hàng hóa. Thì như vậy thì trong một khoảng thời gian như vậy á, thì bên phía seller của Shopee là trong vòng từ 4 năm hoạt động các anh chị, thì hiện nay cái cộng đồng của Shopee hiện tại thì mình đang có hơn 40.000 seller này, và seller này các anh chị nó không phải chỉ đơn thuần là 40.000 user này mà đăng ký đâu các anh chị, mà là 40.000 user này là hoạt động có thu nhập các anh chị nhé. Nó khác biệt so với user mà được đăng ký. Nếu đúng ra user đăng ký anh chị, hiện nay Shopee mình đang có hơn là gì, 80.000 seller trên toàn quốc các anh chị, chứ nó không phải là 40.000 seller này. Nên là đây là con số số liệu thống kê của Shopee so với cái việc là gì, những cái seller này hoạt động có hiệu quả các anh chị nhé. Vậy thì thông qua cái cộng đồng seller lớn như vậy các anh chị, thì nó giải quyết được những cái bài toán gì cho bên phía nhà cung cấp? Thì mình, cái bài toán thứ nhất mình giải quyết được cho bên phía các anh chị nhà cung cấp đó, khi mình có những cái sản phẩm như này, Phát nói là những cái sản phẩm như là sản phẩm mới, giải pháp mới này, hoặc là những cái sản phẩm mà anh chị mới xâm nhập thị trường Việt Nam, hoặc là anh chị hợp tác với một cái nhà máy nào đó mà họ cũng muốn xâm nhập thị trường, thì như vậy thì những cái sản phẩm này có một cái nhược điểm là khách hàng là họ sẽ không biết cái sản phẩm này có những điểm độc đáo gì, và nó chưa hiện diện trong cái hình dung khách hàng. Thì như vậy thì thông qua cái cộng đồng seller mình có thể giải quyết cái bài toán educate thị trường. Như vậy thì educate thị trường các anh chị nhé, giải quyết cái khâu này cho các anh chị. Cái thứ hai, khi mà mình có cộng đồng seller lớn như vậy các anh chị, thì mình sẽ giải quyết vấn đề là bán phá giá cho các anh chị. Tức là khi mà mình có một cộng đồng seller lớn như vậy, thì bài toán tiếp theo là các anh chị sẽ đặt cái bài toán là khi mình đi kinh doanh á, tức là khi mình đi kinh doanh các anh chị, thì cái bài toán mà ban đầu tiên của mình á, là mình đưa một cái sản phẩm về, thì mình mong muốn là mình bán được hàng đúng không ạ, và khách hàng biết đến sản phẩm của mình. Tuy nhiên thì nếu như mình giải quyết được cái bài toán này, thì bài toán tiếp theo mà sản phẩm được người tiêu dùng tiếp nhận,
được cái người kinh doanh tham gia kinh doanh tiếp nhận các anh chị. Thì bài toán tiếp theo thì anh chị phải đảm bảo được quyền lợi cho những cái người seller, cho những cái đối tác kinh doanh của mình, để mà họ có thể tiếp tục xây dựng thị trường một cách bền vững cho các anh chị. Thì như vậy thì với cái nền tảng của Shopee á, nếu như hình thức kinh doanh cũ các anh chị thì hàng hóa là anh chị sẽ đưa qua những khâu trung gian, thì chắc chắn một điều cam kết các anh chị luôn, một thời gian ngắn thôi thì những cái sản phẩm này nó nát giá trên thị trường, mặc dù mình có thể bán được hàng lắm các anh chị, nhưng mà sản phẩm mình sẽ thay đổi vì thương hiệu và không thể kinh doanh được lâu dài. Với cái nền tảng Shopee hiện nay mình đang áp dụng mô hình dropship, tức là hàng hóa sẽ đi trực tiếp từ kho của nhà cung cấp hoặc là kho của Shopee. Thì như vậy thì mình giải quyết được cái bài toán là hàng hóa sẽ không có tồn đọng khâu trung gian và hàng hóa sẽ được giao đến tận tay người tiêu dùng luôn các anh chị. Thì như vậy thì với cái bài toán mà dùng mô hình dropship này, nó cũng giải quyết được cái bài toán cho các anh chị là chi phí vận hành. Tức là thay vì cái việc mà anh chị phải set up một cái kho, set up một nhân sự, thì anh chị đưa hàng đến đến kho của Shopee. Thì như vậy thì mình giải quyết được rất là nhiều cái chi phí ban đầu set up khi mình bắt đầu kinh doanh. Đó. Nên là nó là thế cái phần này. Và cái điều quan trọng nhất trong mô hình dropship là mình giải quyết cái vấn đề phá giá. Và mình giải quyết được cái bài toán cho các anh chị là mở rộng hoạt động kinh doanh được các anh chị nha. Đây là một cái trong những cái điểm ưu thế của Shopee hiện tại. Và trong thời gian kinh doanh rất là dài thì mình cũng thể là gì, mình một tí nữa mình sẽ cho các anh chị xem được một số các thương hiệu cũng như là một số sản phẩm mà kinh doanh thành công trên nền tảng Shopee. Rồi, đó là cái tiêu chí thứ hai của cái việc mà khi mình có cộng đồng seller lớn như vậy các anh chị. Cái tiêu chí thứ ba mà giải quyết được vấn đề cho các anh chị đó là doanh số nó bền vững. Tại sao Phát nói có thể cam kết cho các anh chị doanh số nó bền vững các anh chị? Tại vì hiện nay á là gì, cái việc mà trên cái nền tảng của Shopee á, nếu mà anh chị đáp ứng được hai tiêu chí về mặt chất lượng, chất lượng ở đây là anh chị phải hình dung là gì, chất lượng là những cái người kinh doanh, những cái người khách hàng của mình nó hài lòng và họ đáp ứng được cái nhu cầu cho cái sản phẩm của mình các anh chị, của họ các anh chị, tức là họ có nhu cầu và sản phẩm các anh chị giải quyết được cái bài toán đó là gì, là thỏa mãn về cái hiệu quả sản phẩm, tức là khi mà họ dùng có hiệu quả đấy các anh chị, thì chắc chắn là gì, khách hàng họ sẽ rất là trung thành với sản phẩm này. Lý do là tại sao họ phải tìm tới mình các anh chị, tại vì do những cái sản phẩm ngoài thị trường họ không giải quyết được vấn đề cho khách hàng, nên là họ mong muốn tìm kiếm một cái giải pháp nào đó mà giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Thì nếu như trường hợp sản phẩm chúng ta là một trong những cái sản phẩm cải tiến mà mình giải quyết được cái bài toán cho phía khách hàng và khách hàng hài lòng với sản phẩm và bên phía người kinh doanh cũng có thể hài lòng, thì chắc chắn nó sẽ tạo một cái doanh số bền vững. Và trong cái doanh số bền vững này nè các anh chị, thì mình sẽ nói một cách là gì, toàn bộ những cái con số mà mình bán hàng trên nền tảng Shopee là mình hướng đến người tiêu dùng cuối cùng. Nè anh chị, anh Dung không phải là, tức là so với những cái kênh phân phối khác theo hệ thống đại lý các anh chị, thì hàng hóa nó sẽ luân chuyển trong cái hệ thống kênh phân phối. Còn đối với nền tảng của Shopee là mình là gì, toàn bộ các cái hàng hóa của những người kinh doanh, những người kinh doanh là họ không có nhập hàng, nên là hàng hóa dường như là họ đưa đến cái tay người tiêu dùng cuối cùng luôn. Thì như vậy thì doanh số là doanh số ghi nhận thực tế. Thì vậy thì mỗi tháng như vậy á, thì với con số như 40 ngày, thì nếu như anh chị sẽ khai thác được giống như là mỗi tháng trung bình chúng ta sẽ có khoảng tầm là gì, 20% của 40.000 này là 8.000 đó các anh chị, là họ tham gia kinh doanh. Nhưng mà 8.000 đó chỉ cần là gì, 20% tạo ra doanh thu thôi, thì chúng ta sẽ thấy được một con số rất là bền vững cho chúng ta về mặt doanh thu các anh chị nha. Rồi. Và trong cái hoạt động kinh doanh các anh chị, và đây là một trong những cái mô hình khá là mới trên thị trường. Thì như vậy thì với cái nền tảng của Shopee hiện tại thì anh chị không cần phải lo lắng với cái việc là làm sao để có thể vận hành được, làm sao để có thể là gì, kết nối được cái cộng đồng seller, làm sao để có thể là gì, thúc đẩy được doanh thu ngay lập tức. Thì với cái hoạt động của Shopee hiện tại thì mình hiểu được cái trăn trở của bên phía nhà cung cấp. Hiện nay thì bên phía Shopee mình có toàn bộ các hệ thống liên quan tới huấn luyện đào tạo trên cái nền tảng của Shopee. Thì anh chị sẽ một người, anh chị là một nhà cung cấp mới, thì bên phía kinh doanh, tức là mình sẽ vào đây sẽ có một bộ phận kinh doanh sẽ tư vấn cho các anh chị để mình có thể hoàn thiện được cái tài liệu huấn luyện sản phẩm của mình. Thứ hai là tư vấn cho các anh chị đào tạo một cách chuyên sâu, tức là đào tạo đây là mình đào tạo thay vì cái việc mà anh chị đến gặp Phát chẳng hạn, mình thì khi mà thoát khỏi những cái sản phẩm của các anh chị đó, có những cái sản phẩm gì độc đáo hay không, thì anh chị trả lời Phát là sản phẩm này nó tốt lắm, sản phẩm này nó cạnh giá cạnh tranh lắm. Và như vậy thì thay vì cái việc mà anh chị trả lời những cái này các anh chị, hoặc là anh chị trả lời một cách rất là chuyên môn giống như là thành phần này hoặc là công dụng này các anh chị, thì chắc chắn là gì, ở phía khách hàng á, họ sẽ không có hình dung được cái sản phẩm này nó như thế nào cả. Thì như vậy thì làm sao để chúng ta thể chuyển đổi từ ngôn ngữ của những người chuyên môn
sang ngôn ngữ sale các anh chị, ngôn ngữ dễ hiểu cho người tiêu dùng. Thì như vậy thì mình có luôn cả cái có những cái người có những cái ban cố vấn chuyên sâu cho các anh chị, cho cái hoạt động đào tạo huấn luyện thông qua những mỗi chương trình. Như vậy thì những người sale, những cái người mentor, hoặc là những cái người gọi là những đội ngũ kinh doanh của Shopee ấy, sẽ là ngồi hướng dẫn cho các anh chị làm sao để mình có thể khắc phục cái bài đào tạo của mình nó tốt hơn cho những cái buổi sau. Ngoài ra thì đối với những cái doanh nghiệp hoặc là những cái nhà máy lớn các anh chị, thì mình sẽ khi mình tham gia một thời gian rồi thì cái thời gian của những người mà đảm nhiệm đấy, thì thay vì cái việc bên ngoài thì anh chị sẽ là cái người mà đảm nhiệm cho cái hoạt động kinh doanh đó, thay vì trên nền tảng của Tiki, Shopee hay là những cái nền tảng thương mại điện tử khác, thì cái người mà đảm nhiệm cho hoạt động là gì, hoạt động kinh doanh đó là những người biết digital marketing, đúng không ạ? Thì bên này thì bên phía Shopee thì mình sẽ hướng đến những cái người mà họ quan tâm đến, họ biết kỹ năng, là những người mà biết đào tạo và huấn luyện sản phẩm, tức là họ hướng về direct sale nhiều hơn. Thì như vậy thì khi mà vận hành một thời gian rồi thì khi mà sản phẩm anh chị hay lan tỏa hay ấy, thì như vậy thì mình lại thiếu nguồn lực. Thì như vậy thì bên phía Shopee mình sẽ có những cái chương trình giảng viên cộng tác để hỗ trợ cho các anh chị, là mình bổ sung thêm cái nguồn lực đào tạo cho những cái đội ngũ bên dưới các anh chị, để mình đào tạo những cái đội ngũ mới, những cái đội ngũ mà seller mới mỗi tháng họ tham gia vào. Thì như vậy thì mình bổ sung cho hỗ trợ cho các anh chị cái phần này luôn, đó là những cái chương trình giảng viên cộng tác của Shopee. Ngoài ra mình cũng có là gì, những cái chương trình, những cái kỹ năng mà mình hỗ trợ cho các anh chị để mình làm sao để mình làm việc được với, tức là mình đào tạo cho các anh chị những cái kỹ năng mà mình có thể làm việc được với những cái hệ thống seller các anh chị nha. Đó là bốn cái mà mình sẽ xuyên suốt trong quá trình, và đây là một chuỗi hoạt động mà xuyên suốt, và bên phía Shopee sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra thì bên phía Shopee á, các anh chị sẽ hỏi một lý do tại sao vậy thì vô đây thì làm sao để có thể kết nối được với những cái người seller. Những câu hỏi này chắc chắn là anh chị sẽ đặt câu hỏi, đúng không ạ? Thì anh chị cứ yên tâm, thì khi vào cái nền tảng của Shopee á, thì mình có những cái buổi gọi là những cái buổi mà mình matching, tức là với cộng đồng seller các anh chị. Tức là mình sẽ có những cái buổi tổ chức matching các anh chị qua cộng đồng seller thông qua những cái nền tảng như nền tảng Zoom, những cái nền tảng streamer các anh chị, và đó là những cái nền tảng mà mình training cho, những cái nền tảng mà training mà hỗ trợ cho các anh chị là một cái sản phẩm khi mình đưa lên ấy. Thì như vậy thì bên phía Shopee sẽ có hoạt động truyền thông để thu hút cái lực lượng seller họ quan tâm đến cái sản phẩm. Thì nhiệm vụ của các anh chị là mình phải truyền thông được cái sản phẩm của mình, tức là sau khi mà bên phía Shopee đã có một cái phần vấn đề là matching rồi đó các anh chị, một cái vấn đề matching cho các anh chị, có những cái chương trình training cho các anh chị rồi, thì anh chị phải làm sao để có thể là gì thuyết phục những cái người seller này họ thấy được cái sản phẩm mình nó hay. Nó giống như cái việc mà anh chị hàng ngày anh chị tuyển dụng những người seller, những cái doanh nghiệp hoặc là những cái chuỗi cửa hàng mà họ quan tâm hoặc là mua hàng của các anh chị á, mình phải đi chuyên sâu, mà mình sẽ đặt lý do là câu hỏi why, chứ tại sao khách hàng phải mua cái sản phẩm của mình. Thì đồng nghĩa thông qua những cái chương trình như vậy á, thì anh chị cũng sẽ đặt câu hỏi là gì, tại sao cái sản phẩm này, cái cộng đồng seller này phải kinh doanh các anh chị. Chúng ta phải đặt ra khách hàng quan tâm và giải quyết được vấn đề cho nhu cầu khách hàng, thì chắc chắn là thông qua những cái buổi matching này á, thì anh chị sẽ có một cái lực lượng seller rất là lớn, và phát cam kết với các anh chị nếu như anh chị làm tốt với vai trò của mình về chất lượng sản phẩm và kỹ năng cho anh chị tốt, thì trong vòng một tháng, nếu như anh chị làm tốt nha, tức là tệ nhất thì anh chị phải ít nhất trong một tháng hoạt động thì anh chị sẽ có 1,000 seller họ sẽ quan tâm đến cái sản phẩm của mình, và 1,000 seller đó thì năng lực của các anh chị có thể khai thác được bao nhiêu seller đó để trở thành những người đi kinh doanh chuyên sâu cho sản phẩm của mình, đó là dựa trên năng lực của mình nha. Với cái nền tảng của Shopee thì mình sẽ không có mình các nhà cung cấp cứ yên tâm là luôn luôn có những cái cộng đồng seller, có những người mà seller họ quan tâm đến sản phẩm. Còn doanh số mình tới đâu, thành công tới đâu, nó dựa trên năng lực về sản phẩm, dựa trên năng lực điều phối của mình cho những cái hoạt động này. Ngoài ra thì mình sẽ có kết nối những cái đại lý tức là những cái nhãn hàng với cái năng lực, có những cái đại có lợi gọi là gì kết nối những cái nhãn hàng với các đại lý mà có năng lực phù hợp các anh chị. Giống như là một số các anh chị kinh doanh trong ngành thực phẩm chức năng, thì chúng ta sẽ có những cái người chuyên sâu trong ngành thực phẩm chức năng các anh chị, họ có thể kinh doanh. Một số cái ngành hàng điện máy thì chúng ta sẽ có chuyên sâu cho những ngành hàng điện máy để mà các anh chị có thể là gì có thể khai thác, và anh chị có thể là gì cùng họ phát triển thêm, đưa lên kế hoạch kinh doanh làm sao để có thể hỗ trợ thêm cái hoạt động kinh doanh của họ, và những cái người này họ sẽ cố vấn thêm cho các anh chị làm sao để có thể kinh doanh thành công trên nền tảng của Shopee. Bên cạnh đó thì như Phát nói nãy, thì với cái nền tảng của Shopee á, thì có thể là gì
giúp cho các anh chị phải tiếp cận hàng ngàn seller các anh chị, hàng ngàn seller nhé, trong thời gian rất ngắn. Rồi bên cạnh có hoạt động về hỗ trợ cho các anh chị về hoạt động đào tạo, hoạt động kết nối các anh chị. Bên cạnh đó, bên phía Dropy mình cũng có hỗ trợ cho các anh chị về hệ thống công nghệ. Hệ thống công nghệ ở đây thì mình sẽ có những cái hoạt động liên quan tới theo dõi tình hình kinh doanh. Thì trong cái hoạt động kinh doanh á, thì bên mình sẽ cung cấp, hiện nay thì bên phía Dropy mình đang xây dựng, mình đã hoàn thành cái app để bán hàng cho seller rồi. Thì trong giai đoạn vừa qua thì mình cũng có sử dụng một cái đơn vị thứ ba về cái nền tảng cho nhà cung cấp để mình theo dõi hoạt động kinh doanh. Thì trong giai đoạn sắp tới, bên phía Dropy sẽ xây dựng hoàn chỉnh cái hỗ trợ công nghệ cho các anh chị trên nền tảng của Dropy luôn. Thì thông qua cái nền tảng trước đây mình có là những dữ liệu liên quan như thế này các anh chị. Thứ nhất là dữ liệu theo dõi được hoạt động kinh doanh, là hoạt động doanh thu các anh chị một ngày như vậy trên nền tảng của Dropy. Thông qua những hoạt động đào tạo như vậy thì anh chị sẽ thấy được là doanh thu của mình phát sinh đơn hàng mới bao nhiêu, và đi trên được những cái đơn hàng đang đi đóng gói và giao đi thành công bao nhiêu, và đơn hàng đã giao đi trên được bao nhiêu và giao thành công bao nhiêu các anh chị. Mình theo dõi được toàn bộ hoạt động kinh doanh một ngày của Dropy và những cái người seller. Bên cạnh đó, ngoài chỉ số này ra các anh chị, mình theo dõi được chỉ số tồn kho. Cái này là anh chị rất là quan tâm đúng không ạ? Những chỉ số tồn kho. Và ngoài ra thì những cái chỉ số như là mình thấy rất là quan trọng với cá nhân phát, thì khi mình thấy những chỉ số này rất là quan trọng các anh chị, nó giúp cho mình cải thiện được về, nếu đóng vai trò của phát ấy, thì phát sẽ với chỉ số đó phát thấy được là gì, phát sẽ có thể cải thiện cái sản phẩm mình nó tốt, hoặc là cải thiện được cái nội dung đào tạo mình tốt các anh chị, thông qua những chỉ số sau, tức là chỉ số liên quan tới người seller mới, họ tác tiêu dùng hoặc là họ kinh doanh các anh chị, họ kinh doanh phát sinh doanh thu đó, tức là những người seller mới phát sinh kinh doanh thông qua những hoạt động đào tạo các anh chị, hoặc là những cái người mà seller cũ, tức là những người seller cũ họ kinh doanh, họ phát sinh doanh thu và doanh thu họ càng ngày càng lớn. Và bên cạnh đó là gì, về phía khách hàng, phía khách hàng ở đây là gì, khách hàng họ thể theo dõi được, anh chị theo dõi được là gì, khách hàng mới có tái tiêu dùng hay không, khách hàng mới tức là một ngày như vậy, hàng tháng như vậy có bao nhiêu khách hàng mới, chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm doanh thu của mình, có bao nhiêu khách hàng mới và bao nhiêu khách hàng cũ tái tiêu dùng các anh chị. Nếu như một cái chỉ số nào đó mà giống như là mình chỉ thấy khách hàng mới thôi và không thấy khách hàng cũ tái tiêu dùng các anh chị, thì chắc chắn cái tỷ lệ đó là liên quan tới chất lượng sản phẩm, khiến cho cái việc mình đào tạo hoặc là chất lượng mình nó không hài lòng. Thì như vậy thì anh chị là người nghiên cứu phát triển sản phẩm, chúng ta phải nâng cấp về sản phẩm. Còn nếu như cái hoạt động là chỉ có gì, chỉ cho những người kinh doanh hoặc là những cái người khách hàng cũ tái tiêu dùng thôi, mà nó không có hoạt động là gì mở rộng được cái hoạt động kinh doanh của người mới, thì anh chị phải là cái người là gì, chúng ta sẽ xem xét lại cái hoạt động đào tạo, cái cách triển khai nó có phù hợp hay không, và chúng ta điều chỉnh nó các anh chị, chúng ta điều chỉnh nó. Thì như vậy thì cái hoạt động xuyên suốt, nếu như anh chị theo sát cũng như vậy á, thì phát cam kết các anh chị trong một năm thì anh chị sẽ thấy được là gì, cái hiệu quả về mặt doanh thu cũng như là nó sẽ khác biệt so với những cái kênh phân phối hiện tại mà anh chị đang phân phối. Và có những nhà cung cấp khi mà họ hoạt động các anh chị trong vòng 2 năm thì ban đầu là doanh thu của Dropy thì họ xem đó là một cái doanh thu mà có thể là gì, thêm thôi, cái gì mỗi kênh họ thêm được cái doanh thu thôi. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động trong vòng 2 năm thì toàn bộ hoạt động doanh thu của Dropy nó chiếm tới 90% doanh thu ở ngoài thị trường của họ. Đây là một con số thực tế mà phát tiến phát cho các anh chị xem doanh thu nhé. Rồi, ngoài ra thì mình theo dõi được các hoạt động seller, hoạt động kinh doanh của seller, các anh chị đối tác seller. Thì như vậy thì trong cái hoạt động này thì mình sẽ xem được những cái thông tin liên quan tới những như là những đối tác seller của mình, như giống như là thông tin nè, mình có thể gọi điện, hoặc là những cái khu vực nào là khu vực mình bán chạy, tức là sản phẩm mình bán chạy nhất. Thì như vậy thì mình sẽ có kế hoạch mình mở rộng quy mô, hoặc là mình mở rộng những cái trung tâm nào đó để có thể là gì hỗ trợ những người seller họ bán hàng tốt, anh chị nha. Đó là những cái chỉ số liên quan hoạt động công nghệ mà anh chị sẽ bên phía Dropy sẽ cung cấp cho các anh. Theo thì mình sẽ đến cái tiêu chí mình lựa chọn hàng hóa các anh chị. Tiêu chí lựa chọn hàng hóa thì mình sẽ có tiêu chí lựa chọn sản phẩm và tiêu chí lựa chọn con người các anh chị nha. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái phần tiêu chí liên quan tới vấn đề pháp lý đối với một số cái ngành hàng và một số các cái phương thức anh chị nhập, anh chị là nhập khẩu hoặc là sản xuất trong nước. Rồi, đối với sản phẩm các anh chị, Phát sẽ ưu tiên những cái sản phẩm mà là sản phẩm tiêu dùng, mà là những cái sản phẩm tiêu dùng này nè, nó phải có một cái market size lớn các anh chị nhé. Vậy thì market size lớn là như thế nào các anh chị? Tức là chúng ta sẽ hình dung là gì? Chúng ta phải hiểu là gì? Những người seller của Dropy á là những người đa số, ví dụ như là chiếm tới là gì 80% là những người họ muốn kiếm thêm thu nhập. Và những cái người mà bà nội trợ nè, những cái giáo viên hoặc công viên viên chức hoặc là những cái người gọi là hồng các anh chị, là toàn bộ những người này là họ sẽ không có chuyên môn về sản phẩm cho mình. Họ cho kỹ năng bán hàng, họ có mối quan hệ thôi.
Thì như vậy là gì? Anh chị đưa một cái sản phẩm mà lỡ trường hợp anh chị đưa những cái sản phẩm mà nó chuyên môn quá cao, giống như là những cái sản phẩm có điều kiện để mà mình kinh doanh ấy. Giống như là một số sản phẩm như là thay vì cái việc mà anh chị đi kinh doanh trong mảng thực phẩm chức năng thì anh chị đưa là những cái sản phẩm liên quan tới thiết bị y tế chẳng hạn, thì rất khó để bên phía cái cộng đồng seller của Shopee có thể kinh doanh được. Nên là chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm thì chúng ta sẽ hướng đến một cái market size nó lớn, hoặc là giống như trong một cái ngành thực phẩm chức năng đi, có ví dụ như một cái sản phẩm thay vì anh chị đi bán cái sản phẩm tiểu đường, sản phẩm hỗ trợ tiểu đường anh chị, thì thay vì cái việc là chúng ta sẽ bán là gì, ngăn ngừa tiểu đường, thì anh chị sẽ thấy là cái đối tượng tiếp cận anh chị, cái đối tượng tiếp cận dễ dàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh đấy, thì bên phía seller của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn, nó là những cái sản phẩm ngăn ngừa đúng không ạ. Thì phát xem đó là những cái sản phẩm là market size nó lớn, và những cái người kinh doanh họ dễ dàng họ tiếp cận các chị, tỷ lệ tiếp cận nó cao hơn so với việc mà chúng ta sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ xem xét những cái sản phẩm mà nếu như là sản phẩm hỗ trợ tiểu đường, thì đã nói hỗ trợ thì chắc chắn là có những người bị tiểu đường thôi các anh chị, thì họ mới dùng sản phẩm này, thì chúng ta sẽ xem được là những mối quan hệ xung quanh chúng ta với 100 người các anh chị, chúng ta sẽ liệt kê 100 người, 100 người đó có bao nhiêu người bị tiểu đường, thì chúng ta sẽ thấy được là gì, nếu như chúng ta kinh doanh trong một cái mạng đó thì chúng ta rất khó để chúng ta tìm kiếm khách hàng, và chúng ta sẽ không thể nào kỳ vọng một cái doanh thu mà nó khổng lồ được các anh chị, hoặc là nó lớn như kỳ vọng chúng ta được, đúng không ạ. Nên là cái tiêu chí đầu tiên thì Phát sẽ chọn là một cái sản phẩm có market size nó lớn nha. Cái tiêu chí thứ hai các anh chị, mình sẽ ưu tiên những cái sản phẩm thiết kế thành những combo, những cái giải pháp tổng thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Tức là khi mà anh chị làm ra một cái sản phẩm rồi thì thay vì cái việc mà anh chị phải tập trung ở đây là anh chị chỉ tập trung bán cái sản phẩm, giống như là thay vì chúng ta tập trung bị tiểu đường thì chúng ta lại là gì, phân ra là tiểu đường, tim mạch, huyết áp, rồi là gì, những cái sản phẩm nó không liên quan gì hết với những bộ giải pháp chúng ta truyền thông và training, thì như vậy là gì, rất khó cho những cái người họ đi kinh doanh các anh chị, họ có thể đi tham gia hoặc là họ có thể upsell được, tại vì cái hoạt động kinh doanh đó, direct sale nó khác với những cái sản phẩm mà anh chị quảng cáo ngoài thị trường. Giống như direct sale thì cái việc mà họ tiếp cận sản phẩm rồi thì việc đầu tiên làm sao để cái người kinh doanh đó, thì họ sẽ quan tâm là với một cái khách hàng như vậy thì họ có thể bán thêm những cái sản phẩm nào để họ tư về mặt doanh thu các anh chị, hoặc là ngay cả cái việc mà anh chị đi chạy quảng cáo đi chăng nữa, thì cái việc mà anh chị tiếp cận được một khách hàng rồi thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ xem xét làm sao để chúng ta chăm sóc được khách hàng và chúng ta có thể upsell được một sản phẩm khác để tối ưu chi phí. Và nếu như trường hợp mà chúng ta đi kinh doanh một cái sản phẩm mà nó không liên quan với nhau các anh chị, thì trong hoạt động chăm sóc khách hàng rất khó cho người sale, rất khó cho những cái hoạt động kinh doanh của người sale này, hoặc là những cái người mà đối tác của chúng ta họ có thể là gì, trao đổi với nhà với khách hàng được. Thì như vậy thì khi mà không thể trao đổi được các anh chị thì tỷ lệ tiếp cận và cũng như là bán được upsell được cho khách hàng nó sẽ khó các anh chị nha. Nên là Phát mong muốn là mình sẽ có những cái bộ giải pháp về combo về sản phẩm, và mình nói nó liên quan với nhau, giống như là bộ giải pháp về tiểu đường đi, thì hỗ trợ tiểu đường, thì ngoài vấn đề hỗ trợ tiểu đường thì chúng ta sẽ là người chuyên môn, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái cơ chế tại sao là khách hàng bị tiểu đường, và nó liên quan tới những cái thói quen gì, hoặc là chúng ta bị trong trong những cái cơ quan chức năng chúng ta nó bị rối loạn những cái chức năng gì. Như vậy thì chúng ta sẽ làm một cái bộ giải pháp nó tổng thể và nó hỗ trợ triệt để trong quá trình đó là gì, người ta dùng vô là người ta sẽ thấy nó giảm ngay, và chúng ta đi sâu vào cái giải pháp đó, và người ta và khách hàng họ dùng các anh chị, với vai trò khách hàng họ dùng họ cũng thấy hiệu quả đó. Nên là chúng ta mà và người sale cũng dễ dễ dàng họ nhắc tới anh chị, hoặc là họ họ bán cho khách hàng, và chính các anh chị cũng sẽ thấy là gì, chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta đào tạo cho nên luôn các anh chị. Nên là mà Phát mong muốn là gì, khi làm một sản phẩm thì Phát sẽ ưu tiên các anh chị nhé, mình sẽ ưu tiên những cái người nghiên cứu phát triển sản phẩm và mình sẽ thiết kế thành những combo tổng thể để giải quyết được nhu cầu khách hàng nha. Rồi cái tiêu chí thứ ba của việc lựa chọn sản phẩm đó là sản phẩm nó phải có độc đáo, điểm khác biệt và nó phải là cao cấp các anh chị. Thì để mà có những cái sản phẩm độc đáo, thì độc đáo ở đây trong quá trình sản xuất các anh chị thì nó chỉ có xoay quanh ba cái vấn đề thôi, tức là về nguyên liệu sản xuất. Nguyên liệu sản xuất các anh chị có những điểm độc đáo gì so với những nguyên liệu mà anh chị nhập khẩu từ châu Á, hoặc là những nguyên liệu là châu Âu, và nó và nguyên liệu tại sao anh chị phải chọn, ví dụ như là tại sao phải chọn là nguyên liệu của Pháp, tại sao cũng phải là Thụy Sĩ mà nó không phải là của Malaysia, nó không phải là của Indonesia, hoặc là của Nhật, hoặc là của Hàn Quốc các anh chị, mà nhất thiết sản phẩm của anh chị sản xuất ra nó phải là Thụy Sĩ. Thì như vậy thì chúng ta phải có những cái điểm độc đáo từ những nguyên liệu để mà đây là những cái điểm khác biệt mà khiến cho khách hàng họ tin tưởng về sản phẩm. Thứ hai là công nghệ sản xuất. Thì công nghệ sản xuất có anh chị á, thì thay vì cái việc mà sản phẩm chúng ta dùng vào cái hệ tiêu hóa thông qua cái vị dạ dày thì nó dường như nó không có hấp thụ được bao nhiêu cả. Thì như vậy thì với công nghệ sản xuất các anh chị nó tiên tiến như thế nào để có thể là gì, giúp cho tăng cái hàm lượng hấp thu và tăng cái hiệu quả sản phẩm.
Nó giống như tại sao chúng ta phải có những cái sản phẩm như là về cái việc sản xuất nó là về nano, công nghệ nano, hoặc là công nghệ này công nghệ kia các anh chị, hoặc là những cái công thức này công thức kia mà nó không phải là công thức cũ. Như vậy đó là những cái điểm khác biệt mà anh chị có thể nói được, những cái điểm độc đáo của sản phẩm của mình, hoặc là những cái chứng nhận giải thưởng giống như là một số nhà máy như là GMP, thì anh chị sản xuất ra CGMP nhé, anh chị sản xuất tại nhà máy CGMP, thì trong cái vai trò sản xuất đó, CGMP có thể là gì? Cái gọi là cái nhà máy nó gọi là toàn bộ các cái công nghệ sản xuất gọi được gọi là tiên tiến nhất trên thế giới và update, và chúng ta đi kinh doanh một cái sản phẩm mà được chứng nhận CGMP này, và sản xuất các sản phẩm chúng ta, thì chúng ta cũng thể nói được những cái điểm khác biệt đó cho cái sản phẩm, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta nói rất là nhiều về cái nguyên liệu, thành phần, công nghệ sản xuất, và cái cuối cùng khách hàng quan tâm cũng là gì, là cái sự phản hồi. Nó sẽ có logic là thông qua cái việc đó là sẽ có những cái phản hồi khách hàng, và nó sẽ đi trình bày một cách nó trọn vẹn như vậy các anh chị, thông qua bốn cái giải pháp này, bốn cái cạnh đầu dòng này, thì để nó chứng minh được cái hiệu quả phản hồi khách hàng. Như vậy thì nó rất là thuyết phục các anh chị nha. Đó là cái tiêu chí mình lựa chọn sản phẩm, là bốn, thông qua cái thứ nhất là gì, mình lựa chọn sản phẩm có market size lớn. Thứ hai là tiêu chí là mình sẽ ưu tiên những cái sản phẩm thiết kế thành combo giải pháp các anh chị nhé. Thứ ba là sản phẩm phải có những điểm độc đáo, điểm khác biệt. Khác biệt ở đây là từ nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, chứng nhận, giải thưởng chất lượng chẳng hạn, phản hồi phía khách hàng sử dụng để chứng minh được cái sản phẩm mình nó hiệu quả. Và cuối cùng là những cái sản phẩm có thể nó phù hợp hơn, đó là những cái sản phẩm mới xâm nhập thị trường Việt Nam, hoặc là những cái sản phẩm mới, giải pháp mới các anh chị. Mà còn những cái sản phẩm mà đã có thương hiệu rồi thì chắc chắn là gì, là nó khó để mà mình, giống như là những cái sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường rồi, thì khi mình đưa vào có những cái tiêu chí như là không phá giá hoặc là có điểm độc đáo như vậy thì nó ai cũng biết rồi các anh chị, thì chúng ta không, gần như là rất khó để có thể thuyết phục khách hàng tiếp. Như vậy thì mình sẽ mong muốn tìm kiếm những cái sản phẩm mới, giải pháp mới mà là nó phải độc đáo các anh chị nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn cái năng lực của cái nhà cung cấp sản phẩm, nhà cung cấp sản phẩm, thì mình sẽ có ba tiêu chí lựa chọn cái năng lực các anh chị. Thứ nhất là cái sự am hiểu thị trường, có kiến thức sâu, chuyên sâu về sản phẩm, có cái gu sản phẩm tinh tế. Ở đây là cái sự am hiểu ở đây là gì các anh chị? Tại sao Phát lựa chọn một cái sản phẩm có sự am hiểu? Tại vì trong cái nãy Phát nói các anh chị là trong cái gọi là cộng đồng seller của Shopee á, là 80% là những người không có chuyên môn, và còn lại là 20% là những người có chuyên môn, đúng không ạ? Thì như vậy là gì, đôi khi là chúng ta khi mà Phát đưa một cái sản phẩm hoặc là Phát kết nối một cái người chuyên môn cho các anh chị, hoặc là chính những khách hàng á, là những người có chuyên môn, thì như vậy là gì, nếu như anh chị mà không có kiến thức chuyên sâu á, chúng ta gặp những cái người đó, hoặc là chính những cái người seller hoặc khi mà họ gặp những khách hàng mà có những kiến thức chuyên sâu các anh chị, và họ không biết trả lời, họ về họ hỏi chúng ta mà chúng ta lại không biết cách trả lời các anh chị, mà hỏi một hồi cái là chúng ta lại đi gặp những người chuyên môn, hỏi hỏi là gì, vậy thì sản phẩm là như thế nào, theo chị là sao, thì chắc chắn là gì, cái sự gọi là niềm tin của những người đi bán hàng cũng như là niềm tin khách hàng, họ sẽ nghi ngờ về cái năng lực của các anh chị. Nên là vai trò của cái người mà nhà cung cấp khi mà đưa cái sản phẩm trên nền tảng của Shopee á, thì cái việc đầu tiên những cái sản phẩm của các anh chị chúng ta phải hiểu rõ được là những cái điểm độc đáo của mình so với những cái sản phẩm thị trường là gì, lý do tại sao anh chị phải lựa chọn cái sản phẩm này, lý do tại sao anh chị phải sản xuất cái sản phẩm này các anh chị, và nó có những cái điểm khác biệt gì các anh chị, những điểm khác biệt gì, và nó đi rất là sâu về sản phẩm, tức là gọi là về chuyên môn sản phẩm rồi, thì không thể ai có thể qua qua được các anh chị hết. Thì như vậy thì anh chị mới có thể là gì, tạo được cái niềm tin cho bên phía khách hàng, và cũng như là cái niềm tin ở bên phía những người seller đặt niềm tin cho các anh chị. Nên là đây là một cái tiêu chí đầu tiên mà khi Phát lựa chọn một cái đối tác cung cấp, đó là phải có cái sự am hiểu thị trường, có kiến thức sâu rộng về sản phẩm, và có cái gu về sản phẩm tinh tế nhé. Gu tinh tế ở đây là những cái sản phẩm mà gọi là nó phải độc đáo, nó phải khác biệt các anh chị, và nó phải gọi là nó phải gọi là khác biệt, và nó phải tốt. Tốt ở đây là nó sẽ có gọi là nó là dạng Phát hay nói là luxury các anh chị. Một cái luxury để mà các anh chị có thể là gì, để có thể phục vụ được khách hàng, đó đó là những cái điểm mà có thể là gì thu hút và mình có thể chăm sóc được những cái người mà khó khó tính nhất. Rồi cái tiêu chí thứ hai của việc lựa chọn nhà cung cấp là có cái năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm, anh chị nha, nghiên cứu phát triển sản phẩm, và có cái cuối cùng, cái quan trọng nhất, đó là cái có năng lực về vốn. Và ban đầu khi mà anh chị đưa vào cái nền tảng của Shopee á, thì việc đầu tiên các anh chị là gì, sẽ quan tâm đến cái việc là đến cái việc là bán sản phẩm. Nhưng một thời gian sau khi mà mình phát triển được các anh chị, được cái cộng đồng seller họ tiếp nhận á,
Thì việc tiếp theo là cái gì? Làm sao để anh chị có cái năng lực đủ năng lực về vốn để các anh chị có thể là gì? Theo được cái đà phát triển trên cộng đồng seller của Dropy. À, đây là một trong những cái điều mà Phát sẽ nói với các anh chị để anh chị chuẩn bị. À, giống như một số nhà cung cấp của Phát, khi mà mình đưa cái sản phẩm vào hệ thống ấy, thì ban đầu là họ chỉ mong muốn là họ kiếm được một con số gọi là vài tỷ một tháng thôi. Nhưng anh chị biết là từ vài tỷ một tháng á, là ngay lập tức tháng sau nó double lên, hoặc là tiếp tục nó double lên nữa các anh chị. Thì thay vì cái việc mà anh chị chỉ có chuẩn bị khoảng 10 tỷ cho cái việc làm sản phẩm thôi, thì thay vì cái việc tăng trưởng như vậy á, và chính cái tăng trưởng như vậy á, mà trên cái nền tảng của Dropy mỗi tháng nó đạt được cái nguồn lực về vốn như vậy rồi, thì trong một thời gian rất ngắn các anh chị rất khó trong cái việc là gì, chuẩn bị nguồn lực về vốn. Thứ hai là cũng rất khó cho cái việc là gì, mình làm việc với nhà máy nó sản xuất cho chúng ta một một cái sản lượng lớn như vậy. Tại vì cái việc mà chúng ta sản xuất thì chúng ta phải có những cái hợp đồng, chúng ta có thời gian để nhập nhập khẩu, và chúng ta có những cái điểm dự trù hàng hóa, những dự trù hàng hóa mà bỏ một khoản rất là lớn để gọi là trữ nguồn nguyên liệu, đúng không ạ? Như vậy thì là gì, chúng ta phải có năng lực về vốn để tránh trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng khi mà có cái đà tăng trưởng tốt. Và nếu như trường hợp mà anh chị không có năng lực về vốn, thì anh chị chỉ có một cái ngưỡng đâu đó nó vừa phải thôi, tức là nó không có thể nào mà boost được, khai thác được toàn bộ cái hệ thống của Dropy được. Nên là chúng ta phải lưu ý cái phần này, đó là cái ba cái tiêu chí mình sẽ lựa chọn cái năng lực của nhà cung cấp nhé. Và cái tiêu chí cuối cùng của việc lựa chọn về sản phẩm thì chúng ta sẽ đến với phần pháp lý. Pháp lý là mình sẽ có hai hình thức là nhập khẩu và sản xuất trong nước và quốc tế. Rồi đối với sản xuất trong nước các anh chị, đối với sản xuất quốc tế các anh chị, thì anh chị sẽ cung cấp cho Phát một số giấy tờ sau. Thứ nhất là giấy phép kinh doanh của nhà máy hoặc nhà cung cấp tại nước ngoài, khi mà anh chị bán, tức là anh chị được ký kết hợp tác với họ. Thứ hai là giấy ủy quyền cho cái, tức là công ty hoặc nhà máy ở nước ngoài ủy quyền cho công ty nhập khẩu tại Việt Nam. Cái thứ ba giấy chứng nhận là giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đi kèm, tức là những cái sản phẩm các cái tiêu chuẩn về sản xuất, giống như là sản xuất về thực phẩm chức năng thì cơ bản nhất là phải có GMP, đúng không ạ? Có ISO, có những cái HACCP cơ bản, hoặc là cái tiêu, và ngoài ra thì có những cái tiêu chuẩn như là ở Mỹ thì phải có chứng nhận FDA. Thì trong chứng nhận FDA thì anh chị phải truyền thông nó đúng là sản phẩm anh chị ODM hay là OEM. Nếu như ODM thì trên cái giấy tờ của chúng ta phải truyền thông là gì? Thì trong cái quá trình mà làm việc với Phát thì anh chị phải nói rõ là sản phẩm này anh chị là gia công hay là anh chị nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu tại Mỹ hoặc là nhập khẩu tại Đức. Còn nếu như trường hợp mà anh chị truyền thông là gì, anh chị đi ODM mà anh chị bảo là sản phẩm này của Mỹ, là chắc chắn nó sai hoàn toàn về hoạt động truyền thông. Nên là cái này mình phải trung thực trong cái khâu là chất lượng, tức là cái tiêu chuẩn về truyền thông đó anh chị nhé. Rồi cái thứ tư của cái việc mà về pháp lý là mình sẽ có giấy CO để chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm các anh chị, để tránh trường hợp mà anh chị giấy CO để chứng nhận xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Sau đó thì khi mà mình có đầy đủ bốn cái giấy tờ giống như là giấy phép kinh doanh, giấy ủy quyền, giấy tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoặc là thành bản thành phần sản phẩm, và cái một cái nữa là giấy lưu hành tự do, thì chúng ta sẽ có tiến hành giấy công bố tại Việt Nam. Thì anh chị phải cung cấp cho bên phía Dropy một cái giấy công bố tại Việt Nam. Và bên cạnh đó, đối với cái ngành như là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thì chúng ta phải có giấy phép quảng cáo. Đây là quy định của bộ các anh chị nha. Chúng ta phải lưu ý cái phần này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có giấy phép kinh doanh của công ty phân phối. Công ty phân phối ở đây thì nếu như anh chị là người ký kết, gọi là cái người ký trực tiếp trên cái giấy gọi là đại diện pháp luật các anh chị, thì ký hợp đồng với Dropy á, thì anh chị sẽ không cần giấy ủy quyền. Còn nếu như anh chị là một cái giám đốc kinh doanh hoặc là một giám đốc sản phẩm, mà khi anh chị ký với trên cái hợp đồng đó thì anh chị phải không phải là cái người đại diện pháp luật, thì anh chị phải có giấy ủy quyền nha. Lưu ý cái phần này. Rồi đối với sản xuất trong nước thì chúng ta sẽ có tương tự như vậy. Giấy chứng nhận sản xuất chất lượng đi sản phẩm đi kèm, giấy công bố, giấy phép quảng cáo, giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp. Trong cái bảng sản xuất trong nước anh chị, nó sẽ có một cái phần, và cái phần liên quan tới cái thành phần thì anh chị phải cung cấp cho bên phía Dropy những cái bản thành phần mà anh chị truyền thông nó đúng, giống như anh chị bảo là sản phẩm này là toàn bộ nguyên liệu anh chị nhập khẩu tại Đức, và anh chị đi truyền thông là sản phẩm nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu tại Đức, và anh chị về đây anh chị sản xuất, anh chị gia công tại Việt Nam thôi. Thì như vậy thì anh chị phải chứng nhận cho bên phía Dropy là một lô hàng như vậy anh chị sản xuất bao nhiêu sản phẩm, và trên sản phẩm nó phải có những cái giấy công bố, có những cái giấy CO liên quan tới nguyên liệu để mình truyền thông nó đúng về sản phẩm. Nó thì nó một số các yêu cầu thì anh chị mà mình sản xuất để mình chứng minh được
gọi là bên phía Dropy mình sẽ rất là chặt trong cái khâu mà kiểm duyệt và cũng như đảm bảo về chất lượng sản phẩm của các anh chị. Nên là cái phần này chúng ta phải phải lưu ý khi mà nói một số các thông tin truyền thông về sản phẩm, thì như vậy thì bên phía Dropy phải yêu cầu các anh chị là phải cung cấp những cái bằng chứng, cung cấp những cái bằng chứng cũng như là chứng nhận đi kèm các anh chị nha, để mà mình truyền thông được cái thông tin đó là đúng. Cái cuối cùng là chúng ta sẽ có chính sách hợp tác là ký gửi hàng hóa, và chính sách chúng ta phải có chính sách hấp dẫn cho bên phía seller các anh chị. Nó có hai phần như này thì phải có ghi rõ ràng luôn, thì tí nữa thì cái phần chính sách ký gửi á thì mình sẽ nói rõ luôn, mình sẽ không nói rõ cho các anh chị chính sách ký gửi hàng hóa luôn. Thì hiện nay một hợp đồng phân phối khi mà anh chị được vào duyệt trên hai tiêu chí là con người và về chất lượng sản phẩm được duyệt tới các anh chị, thì khi mà đưa vào thì chúng ta sẽ có một cái hợp đồng ký gửi hàng hóa, thì chúng ta sẽ ký một hợp đồng nguyên tắc là ký gửi là tối thiểu là 500 triệu khi đưa hàng trên nền tảng của Shopee. Thì như vậy thì hàng hàng hóa các anh chị thì sẽ được đưa đến kho của Shopee, và chúng ta sẽ vận hành kinh doanh. Và trong cái hoạt động như vậy thì bên phía Shopee mình sẽ không có stock một lần 500 triệu, mà chúng ta sẽ stock một lượng hàng đâu đó khoảng tầm vài thùng hàng gì đó để mình test thử cái sản phẩm của các anh chị, để tránh trường hợp mà bên phía Shopee mình đưa cái lượng hàng lớn cũng ngại, rất là ngại các anh chị nhé, chứ không phải là bên phía Shopee mình đưa hàng về về kho đâu. Là cái điều này là bên phía Shopee cũng muốn test là xem thử sản phẩm mình tiêu thụ tới đâu. Như vậy mình đưa một lượng hàng rất là ít thôi, nhưng đó đâu đó có thể là 30% trên cái hạn mức mà chúng ta ký trên cái hợp đồng ban đầu. Sau đó là chúng ta bán hàng, và nếu doanh thu nó bán được tốt á anh chị các anh chị thì chúng ta sẽ được đưa thành nhiều lần nhập hàng trong tháng, và cuối tháng chúng ta sẽ tổng kết lại số liệu và chúng ta sẽ đối soát từ ngày 1 tới ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Hai bên kế toán sẽ đối soát số liệu hàng bán, số liệu hàng nhập nhập kho, tổng kho các anh chị nha. Và ngày 5 tới ngày 10 sau khi anh chị xuất toàn bộ hóa đơn chứng từ mà bên phía Shopee yêu cầu, giống như là mình ký rất rõ, quy định rất rõ là toàn bộ sản phẩm mình sẽ có hóa đơn chứng từ đầy đủ và giấy đề nghị thanh toán, thì bên phía Shopee mình sẽ tiến hành thanh toán cho các anh chị từ 3 đến 5 ngày, là chúng ta thời gian đối soát và thanh toán các anh chị là từ ngày 5 tới ngày 10 sau khi hai bên mình đã hợp thức hóa chứng từ cũng như đầy đủ chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ bên phía kế toán yêu cầu. Rồi, đó là chính sách mà ký gửi hàng hóa thì mình nói rất rõ cho anh chị luôn để anh chị nắm. Rồi, đây là một cái quy trình mà anh chị sẽ được vào khi mà anh chị toàn bộ chúng ta đã thông qua cái hợp đồng và chúng ta được ký kết rồi, nó sẽ thông qua cái bước quy trình nó trên như thế này. Thứ nhất là cái quy trình kiểm duyệt sản phẩm. Thì đây là cái bước đầu tiên các anh chị. Trong cái bước kiểm duyệt nó sẽ đây là cái bước đầu tiên mà bên phía Dropy mình chia sẻ về mình kinh doanh. Và buổi sau thì anh chị sẽ là cái người chia sẻ lại về sản phẩm cho bên phía các cái đội ngũ của Dropy. Khi mà liên hệ các anh chị thì chúng ta sẽ chia sẻ. Thì nếu như cái sản phẩm anh chị trình bày nó hay, nó logic và nó có những cái điểm độc đáo về sản phẩm, thì những cái sản phẩm này nó sẽ được luôn đưa về, tức là những cái mẫu mà liên quan tới những cái mẫu các anh chị sẽ được đưa về cái nền, tức là đưa về Dropy để chúng ta test lại một lần nữa về chất lượng của bộ phận chuyên môn thẩm định, và sẽ phản hồi nếu như trường hợp sản phẩm này về công nghệ sản xuất, về những cái tiêu chuẩn mà bên phía nãy phát nói, những cái tiêu chuẩn như là về công nghệ sản xuất, thành phần sản phẩm này kia nó đạt yêu cầu bên phía chuyên môn, thì bên phía chuyên môn sẽ duyệt một lần nữa thông qua cái phần phần sản phẩm. Sau đó thì Phát sẽ gặp một lần nữa các anh chị để mà mình kiểm duyệt lại về về cái, và Phát sẽ nói trao đổi rất rõ về cái vấn đề chúng ta cách thức chúng ta vận hành. Đó là thông qua cái bước kiểm duyệt đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ ký kết về hàng hóa, ký kết về 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 hợp tác. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ triển khai sản phẩm. Triển khai ở đây á là sẽ đưa cái sản phẩm lên cái nền tảng của Shopee, thì anh chị sẽ chuẩn bị một số cái tài liệu liên quan tới giống như là hình ảnh sản phẩm, thông tin sản phẩm để đưa trên app, đưa trên web, để đưa trên web và cung cấp cho bên phía seller để seller có thể bán hàng. Thì anh chị phải chuẩn bị cái phần này, những hình ảnh kích thước cỡ này kia đầy đủ, thì anh chị là coi như cái bước chuẩn bị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái phần là tập huấn cho những cái đội ngũ liên quan tới hoạt động kinh doanh của bên phía nhà cung cấp. Thì những cái đội ngũ các anh chị á sẽ được tham gia tập huấn với đội ngũ của bên phía Shopee để hai bên hiểu về cách thức vận hành giữa hai bên, để tránh trường hợp trong quá trình vận hành á nó phát sinh những mâu thuẫn hoặc là phát sinh những vấn đề mà hai bên phải đi xử lý. Như vậy thay vì thời điểm đó chúng ta tập trung phục vụ cho bên phía seller, thì thay vì đó chúng ta đi xử lý những vấn đề là phát sinh sự việc, để xử lý vấn đề phát sinh sự việc thì nó sẽ không có hay lắm. Nên là bắt buộc toàn bộ cái hoạt động mà khi mà anh chị đưa vào thì toàn bộ đội ngũ của các anh chị thì phải được tập huấn và phải hiểu rõ về các cái quy trình vận hành giữa hai bên, để chúng ta tiến hành làm việc giữa hai bên với nhau cho nó khớp. Và cuối cùng là cái tiêu chí vận hành. Trong quá trình vận hành này, bên phía Dropy sẽ có bộ phận chuyên môn là bộ phận kinh doanh,
sẽ hỗ trợ cho các anh chị, hướng dẫn các anh chị làm sao để chúng ta có thể là gì, training nó hiệu quả, hoặc là training như thế nào, hoặc là có những cái chương trình training như thế nào, về tài liệu, chuẩn bị tài liệu như thế nào, chuẩn bị về nguồn lực như thế nào để nó hợp lý, thì sẽ có đầy đủ những cái bộ phận hỗ trợ cho các anh chị xuyên suốt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ, cái phần cuối cùng thì mình sẽ cho các anh chị xem một số kết quả kinh doanh, thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần này đến cái phần giải đáp câu hỏi các anh chị nhé. Rồi thì thông qua cái phần kiểm duyệt như vậy các anh chị, thông qua những cái phần kiểm duyệt như vậy, thì đây là một trong những kết quả khi mà anh chị được đưa vào và anh chị thông qua cái nền tảng Dropy. Đây là một trong những doanh số của một số các thương hiệu của nhà cung cấp, giống như đây là thương hiệu Billy các anh chị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đến từ Malaysia, và họ có ba cái sản phẩm, đó là VOC nè, Vinaro Vision. Thì trong sản phẩm này nó có cái đặc điểm nó hay, đó là trong cái sản phẩm VOC nó dùng tác dụng rõ trong vòng 5 phút các anh chị. Và cái trong mỗi cái sản phẩm này nó có những điểm độc đáo như là 5 phút rồi. Thì ngoài ra thì họ có những cái đội ngũ, tức là ban cố vấn đào tạo về chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành, và họ có một cái khoảng 1 năm họ kinh doanh bên ngoài đấy các anh chị. Họ có luôn một cái kho feedback khách hàng nó phong phú, và nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau các anh chị nha, và nhiều bệnh lý khác nhau, và họ có thể cải thiện được. Và trong cái bối cảnh đó các anh chị, thì khi hợp tác với Dropy là đây là một trong những cái sản phẩm có trụ sở chính từ Malaysia, là sản phẩm này sản phẩm mới xâm nhập thị trường Việt Nam các anh chị. Chưa, tức là sản phẩm này khi mà biết đến Dropy dường như là sản phẩm này chưa được ai biết đến, nó rộng rãi đâu các anh chị nhé. Và sản phẩm này là giá mỗi combo như vậy là 3.688.000, nó không hề rẻ các anh chị, nó không hề rẻ nha. Và nó chưa có hoạt động nào, hoạt động quảng bá về marketing và sản phẩm chưa được nhiều người biết đến. Và sau vòng là gì? Sau vòng là 2 năm hoạt động trên nền tảng của Dropy, mình không nhớ không lầm là từ họ tham gia hợp tác từ tháng 8 năm 2020 các anh chị. Và đến thời điểm hiện tại, đây là cái số liệu trung bình đơn các anh chị nhé. Bác đưa ra đó là gì? Số liệu trung bình đơn mỗi tháng mà seller họ bán được hàng. Đó là trung bình mỗi tháng như vậy á, là có 4.529 người seller họ bán được hàng cho cái sản phẩm này các anh chị, họ tạo cái đơn nhé. Và đơn hàng mỗi tháng bán được á, là 10.783 số lượng đơn hàng tạo ra trong tháng. Và số lượng sản phẩm bán ra đó các anh chị, trên cái sản phẩm này, đó là gì? 23.357 sản phẩm trên tháng. Nên là anh chị biết là với cái sản lượng này thì anh chị biết là cái doanh số của cái thương hiệu này rất là lớn. Ngoài ra thì đây là một trong những cái thương hiệu nữa là Kuchen, là sản phẩm thiết bị nhà bếp. Và sản phẩm của họ là giá trị trung bình đơn ấy. Cái này là mình sẽ không có nói nhiều về cái thương hiệu này, mình chỉ cho các anh chị xem sơ. Toàn bộ sản phẩm này của bên phía Dropy ấy, nó đều có những cái điểm độc đáo về sản phẩm hết. Những điểm độc đáo về sản phẩm hết, và nó có những triết lý kinh doanh, và nó gọi là định hình thương hiệu của họ luôn, và họ đi truyền thông cho nó rõ ràng. Giống như là bên phía Kuchen này á, thay vì cái việc mà họ đi bán đồ chiên không dầu, robot này kia thì rất khó để truyền thông, thì ở đây thì họ làm một cái bài tổng thể, một cái sản phẩm duy nhất, đó là gì? Giải phóng sức lao động của bà nội trợ. Thì những cái sản phẩm nào mà liên quan đến cái giải phóng sức lao động ấy thì họ là được xem là cái sản phẩm trong cái bộ giải pháp này các anh chị. Anh chị hình dung ạ, tức là giải pháp là như vậy, tức là trong một cái bộ giải pháp như vậy, thì trong những cách truyền thông thì những đại lý họ sẽ là cái người seller, họ sẽ là người truyền thông những cái sản phẩm này, và họ một cái bộ giải pháp thì nó sẽ phục vụ cho mục tiêu là giải phóng sức lao động và nội trợ. Toàn bộ sản phẩm này sản phẩm rất mới các anh chị, sản phẩm rất mới, và họ hợp tác với Dropy là tháng 10 năm 2020, và sản phẩm này á, là dường như là toàn bộ các cái kênh, như là anh chị biết là tháng 10 2020 thì dường như là 2020 là mà năm mà chúng ta diễn ra dịch Covid đúng không ạ? Thì dường như toàn bộ các hoạt động kinh doanh cửa hàng offline là họ bị ốp hết các anh chị, và dường như là hoạt động kinh doanh bị tê liệt. Và sau đó là những cái sản phẩm này là do sản phẩm rất mới, và phát biết đến cái Kuchen này á, thì đến đó là sản phẩm này họ bị khó khăn mức là gì, họ bị đóng cửa mà họ chuyển sang online đó các anh chị, tại vì họ không biết cách tiếp cận thị trường qua hình thức online, đó là dường như là bị ép buộc, tức là khi mà xảy ra dịch như vậy thì bắt buộc họ phải thay đổi, và họ không biết cái kênh nào là cái kênh có thể giải quyết được cái bài toán educate thị trường được cho những cái sản phẩm này. Như vậy thì họ biết đến Dropy các anh chị. Và đây là một trong những kết quả mà sau vòng 2 năm họ hoạt động trên nền tảng của Dropy. Giống như đây là một trong những cái kết quả là các anh chị, do cái sản phẩm này giá trị rất cao các anh chị nhé. Có những cái sản phẩm thấp nhất giống như robot thì nó là gì? Là 10 triệu 9. Có những cái sản phẩm như nồi chiên không dầu nó là 5 triệu 2 hoặc 5 triệu 9 thôi. Nên là cái giá trị trung bình đơn nó sẽ thấp. Còn những cái máy ép chậm này kia là họ sản xuất tại nhà máy Hurom. Như vậy thì một cái máy ép chậm như vậy thay vì họ bán bên ngoài có 3 triệu thôi các anh chị, thì với những cái sản phẩm này họ sản xuất rất độc đáo và họ bán tới giá là 12 triệu 9 các anh chị, nên là nó không hề rẻ.
nên là số lượng mà những người seller bán được nó cũng kém khách hàng đó anh chị. Là chỉ có là mỗi trung bình mỗi tháng như vậy nó chỉ có là 1.605 seller bán được hàng thôi, và số lượng đơn hàng bán được là 3.162 sản phẩm trên tháng, và giá trị trung bình đơn các anh chị là 8.921.000 trên một đơn hàng. À đó, đây là cái, đây là một trong những cái số liệu mà bên Phát sẽ cho các anh chị xem sơ bộ về những cái hoạt động khi mà tại sao mà bên phía Copy mình lựa chọn một cái đối tác nó rất là nghiêm ngặt và nó rất là chặt chẽ, và nó sẽ tương ứng các anh chị những cái người mà họ, những cái nhà cung cấp khi họ vào đây á, và anh chị được vào đây á, là anh chị sẽ có những cái doanh thu cũng như là những cái doanh thu mà nó thật sự là rất độc đáo, và dường như là nó có những điểm mà anh chị sẽ cảm giác wow lên với kênh phân phối này, và nó có những điểm khác biệt từ những kết quả kinh doanh. Nên là cái việc mà để tạo được kết quả này thì cái khâu đầu vào của bác rất là chặt chẽ, nên là cái sự sàng lọc nó sẽ rất là cao các anh chị nha, nên mình sẽ nói trước với các anh chị như vậy. Rồi, ok, đó là cái phần mà mình sẽ cho các anh